Mình nhún nhún nhún, mình nhún nhún nhún, nhún lắc để MC còn nghĩ câu hỏi. Ok, một câu hỏi đầu tiên dành cho chị như sau. Có ba cô gái vào trong một quán kem, một cô cắn kem, một cô mút kem, một cô liếm kem, hỏi cô nào đã có chồng? 5, 4, 3, 2, 1, trả lời. Cô liếm kem ạ. Cô liếm kem, xin mời vỗ tay. Xài bét mời về chỗ, về chỗ, chưa đến lượt đứng đó. Có ba cô gái vào trong một quán kem, một cô cắn kem, một cô mút kem, một cô liếm kem, hỏi cô nào đã có chồng? Ai biết giơ tay tặng ngay một phần quà. Cô nào đã có chồng? Cô nào đâu nhấn thì có chồng. Chính xác, cho một tràng pháo tay thật lớn lên cho thành viên đầu tiên. Vâng, phần quà dành cho chị là một chuyến du lịch 3 ngày 4 đêm tại Thường Tín. Một câu hỏi tiếp theo, mời anh lên sân khấu. Anh tên là gì? Em tên là Luân. Anh Luân. Những người tên Luân thường rất đẹp dài. Những người đẹp dài thường hay trả lời sai. Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh Luân như sau. Chuẩn bị. Có một anh mù, có một anh mù đi xung quanh huyện Thường Tín từ sáng tới chiều. Hỏi anh ấy thấy gì? 5, 4, 3, 2, 1, trả lời. Anh không thấy gì. Không thấy gì, xin mời vỗ tay. Xài bếp về chỗ. Có một anh mù đi xung quanh huyện Thường Tín từ sáng tới chiều. Hỏi anh ấy thấy gì? Ai biết giơ tay. Anh ấy thấy gì? Mời chị, anh ấy thấy gì? Anh ấy thấy mệt. Anh ấy thấy mệt, chính xác, vỗ tay. Mù chỉ có thấy mệt thì chả thấy cái gì cả. Mù còn thấy gì nữa. Được chưa? Mời lên sân khấu người tiếp theo. Lên đây. Được chưa? Hôm trước có đi Thanh Hóa hay không? Đã xem game show này chưa? Xem rồi. Một câu hỏi, trong tất cả các môn học bạn thích môn gì nhất? Môn nhạc. Trong tất cả các môn nhạc bạn ấy thích môn nhạc. Đó là một câu hỏi liên quan về vấn đề toán học. Một câu hỏi tiếp theo dành cho bạn như sau. Những người con gái xinh đẹp thường hay duyên dáng. Những người duyên dáng thường hay trả lời sai hả? Chuẩn bị. Một câu hỏi tiếp theo dành cho bạn như sau. Khi nào 1 + 1 = 3? 5, 4, 3, 2, 1. Khi nào 1 + 1 = 3? Trả lời. 2 ạ. 2, tuyệt vời, vỗ tay. Về chỗ. Khi nào 1 + 1 = 3? Ai biết trả lời? Mời anh đến đây đây. Khi nào 1 + 1 = 3? Xin mời trả lời. Khi 1 + 1 = 3 là chỉ có khi hai người về hỏi nhau bạn. Tuyệt vời, chính xác. Xài bét, xài bét về chỗ. Khi nào 1 + 1 = 3? Ai biết giơ tay trả lời. Mời bạn. Khi thêm 1 ạ. Khi gì? Khi thêm 1. Khi thêm 1, tuyệt vời. Xài bét. Khi nào 1 + 1 = 3? Xin mời anh Văn trả lời. 3 câu má, chúc mừng. Sai biết. Khi nào 1 + 1 = 3? Đó là khi. Khi gì? Khi say. Khi say, mời, chúc mừng. Sai biết. Khi nào 1 + 1 = 3? Chuyên trình đã nói 1 + 1 = 3. Chúc mừng chú, sai biết. Đây là game show. Game show được mang tên Ai thông minh hơn học sinh lớp mẫu giáo. Thì khi nào 1 + 1 = 3? Đó là khi làm toán sai. Đơn giản thế thôi, đúng cho một tràng pháo tay ạ. Hợp lý cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Khi nào 1 + 1 = 3? Đó là khi làm toán sai. Thế thôi. Mời lên sân khấu người tiếp theo, xin mời lên đây. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Mình nhún nhún nhún, rồi mình nhún 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 lắc để MC còn nghĩ câu hỏi. Ok, chuẩn bị. Khi kim giờ và kim phút chỉ giữa số 1 và số 2 thì khi đó là mấy giờ? 5, 4, 3, 2, 1, trả lời. Khi kim giờ và kim phút chỉ giữa số 1 và số 2 thì khi đó là mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ, tuyệt vời, chính xác. Cho một tràng pháo tay vào vòng chung kết. Quý vị bỏ đồng hồ theo đúng không ạ? Khi nào, khi kim giờ và kim phút
chỉ giữa số 1 và số 2 thì khi đó là 12 giờ. Hợp lý cho một tràng pháo tay, hợp lý cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Vâng. Vào vòng chung kết nha, chuẩn bị. Ai chưa trả lời, lời lên. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Một câu hỏi tiếp theo dành cho chị như sau. Trong tất cả các môn học, chị thích môn gì nhất? Toán. Môn toán. Và bây giờ là một câu hỏi liên quan đến vấn đề lịch sử. Khi sẵn sàng chưa? Lịch gì là lịch dài nhất? 5, 4, 3. Lịch Vạn Niên. Chính xác, tuyệt vời, vỗ tay về chỗ Sài Bét. Lịch Vạn Niên. Lịch gì là lịch dài nhất con? Lịch sử. Chính xác, lịch sử nó mới là lịch dài nhất. Lịch Vạn Niên là sao mà dài được. Thử cho con 100.000. Đấy. Lịch gì là lịch dài nhất? Đó chính là lịch sử. Mời lên sân khấu người tiếp theo. Một anh chàng đẹp trai, một anh chàng đẹp tay như tài tử Hàn Quốc húc xong chết. Một câu hỏi tiếp theo dành cho anh như sau. Có 5 tên cướp, một tên cầm súng. Hỏi xong đã. Chưa chơi nóng hết thì nhỉ. Đọc lại nha. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày thứ tư là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? 5, 4, 3, 2, 1. Thứ về chỗ. Hết giờ rồi. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày thứ tư là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? Ai biết trả lời? Hôm nay là thứ mấy? Thứ 6 ạ. Hôm nay là thứ 6 à? Hôm nay thứ 7. Quỷ sứ. Đơn giản đến tôi không trả lời được. Hôm nay thứ 7 mà thứ 6 cái gì? Đúng không? Hôm nay thứ 7 mới đi ăn nhậu. Hôm nay thứ 7 mà lại mời lên sân khấu người tiếp theo. Ai sẽ trả lời? Chúng đi. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Hôm có đi Thanh Hóa không? Có. Rồi, một câu hỏi tiếp theo dành cho chị như sau. Tổng thống nào trên thế giới thích ăn mực nhất? 5, 4, 3, 2, 1. Được nhắc tạm chấp nhận, đó là Tổng thống Bút. Chỉ có Bút mới thích mực rồi. Ok, Tổng thống nào trên thế giới thích ăn mực nhất? Đó chính là Tổng thống Bút. Và chỉ có Bút mới thích mực rồi. Mời lên sân khấu người tiếp theo. Bây giờ trả lời câu hỏi nào chưa? Lần đầu tiên à? Chuẩn bị bắt đầu. Mình nhún, nhún, nhún. Mình